Tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ, một công ty gia đình với khoảng 50 nhân viên đang đẩy mạnh sản xuất những chiếc tủ đông lạnh. Nhiệt độ đang là âm 85 độ C và sẽ giảm xuống âm 91 độ C. Âm 91 độ C, nhiệt độ đủ để làm đông cứng một lon Coca trong vòng chưa đầy 8 phút, một sản phẩm đủ điều kiện để lưu trữ các loại vaccine như của Pfizer hay BioNTech, vốn yêu cầu nhiệt độ bảo quản ở mức âm 70 độ C. Không có nhiều doanh nghiệp có đủ năng lực sản xuất loại sản phẩm này, tình trạng thiếu hụt nguồn cung xảy ra trên toàn thế giới. Ông Hensler cho biết, nhân viên của ông hiện đang phải làm việc ngoài giờ và thậm chí cả trong các ngày cuối tuần để có thể đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường. Thông thường thì chúng tôi chỉ nhận các đơn hàng với số lượng 1 đến 2 thiết bị. Giờ đó có thể là 40, 50 hay 210 thiết bị. Còn tại Đức, ViaQtech, công ty chuyên về container đông lạnh, cũng nhận thấy nhu cầu đối với sản phẩm của hãng tăng vọt cùng với những thông tin tích cực về vaccine COVID-19. Cuối tuần trước, chúng tôi đã nhận được một đơn đặt hàng để vận chuyển một lượng lớn vaccine trên toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi hiện đang thực hiện 20-30 dự án liên quan đến COVID-19. Việc bảo quản chính là một thách thức trong vận chuyển vaccine COVID-19. Do đó, ViaQtech luôn đảm bảo những container chứa vaccine phải có chất lượng cực tốt. Các container của chúng tôi hoạt động giống như một bình giữ nhiệt có lớp cách nhiệt cực tốt. Nếu thêm một kho chứa lạnh bên trong nữa thì có thể vận chuyển hàng hóa trong thời gian rất dài mà không cần tới sự hỗ trợ của năng lượng bên ngoài, từ 5 đến 10 ngày ở nhiệt độ không đổi tới âm 70 độ C. ViaQtech cho biết họ sẽ mở rộng đáng kể đội container trong những tháng tới khi số lượng các đơn đặt hàng vận chuyển vaccine dự kiến sẽ tăng vọt.